Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị nghe bài thơ Ai là chủ? Kinh Thánh Gia-cơ đoạn 4 câu 13 đến câu 17 chép rằng: Hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Ai là chủ? Ai là người sở hữu? Cuộc đời này cùng mọi vật trong tay, cần thực tâm thẩm định kể từ rày, để chuẩn bị cho cuộc đời mai hậu. Đời quá ngắn ví như cây trong chậu, quá mỏng manh như hơi nước mau tan, như hoa kia mới sáng nở chiều tàn. Không kiểm soát được tương lai là vậy. Tuy biết thế có lắm người cười khẩy, ta tự mình lo xây dựng tương lai, rồi tính toán cho đời sống đường dài, được sung sướng giàu sang cùng danh vọng. Trong cuộc sống ta có quyền hy vọng, cũng như ai lo cơm áo gạo tiền, có khôn ngoan thành công chuyện đương nhiên, và cứ thế mở mang thêm dịch vụ. Nhưng Chúa phán hãy nghe lời khuyên nhủ: ngày mai đây ai có biết ra sao? Sự sống con sẽ thể hiện thế nào? Có lo lắng không kéo thêm một khắc? Đừng kiêu ngạo, đừng tự cao tự đắc, đừng tự cho mình có đủ khôn ngoan, đừng tự tin tự mình đến thiên đàng. Hãy thuận phục tôn Ngài lên làm chủ. Khi có Chúa, Ngài ban cho đầy đủ, mọi cần nhu Ngài tiếp trợ dư đầy. Nhờ ơn Ngài sống cho Chúa hôm nay, nếu Chúa muốn làm việc này việc nọ, hãy đáp ứng, đừng lặng yên ngồi đó. Ngài đang chờ mong đón nhận chính anh. Đến cùng Ngài quỳ khiêm tốn thưa rằng: Chúa dấu ái, con mời Ngài làm chủ. Lê Huyền thơ anh.